sẽ quay và làm clip lên cả nhà đón xem nha. Để qua bên đó là bên nhà chức trách chính quyền là người ta sẽ cắt mạng hết, không có cho mạng bên đó nha cả nhà. Rồi bây giờ Vũ sẽ đưa cả nhà tới bậc nằm nha, cái bà mẹ đang nằm. Dạ cả nhà, xa xa nè, đó, để Vũ tiến gần tới đó cho cả nhà thấy rõ nha. Rồi, kim tự tháp nè cả nhà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Kim tự tháp 10 tầng cả nhà. Cảnh đẹp quá cả nhà ơi. Rồi, cho Vũ xin lượt là like và chia sẻ đi cả nhà ơi, lượt đăng ký nha cả nhà. Quá cảnh đẹp quá nhà ơi. Quá. Khung cảnh Phật nằm nè cả nhà. Tuyệt vời cả nhà ơi. Quá, khung cảnh này rất là mát cả nhà. Cả nhà thấy rõ không? Đó. Rồi Vũ sẽ tiến gần lại cho cả nhà xem từng chi tiết nha. Khung cảnh chiều nay trời cũng mát mẻ nữa cả nhà ơi, vừa gió mà vừa mát, không có nắng nên không khí cũng mát mẻ lắm. Rồi. Em nhỏ đó giờ mới đi lần đầu tiên luôn đó. Dạ. Ai em hả? Dạ. Nhà thấy rõ không cả nhà? Đây Vũ cho quay từ từ lại cho cả nhà xem cận cảnh nha, rõ nha. Đây Vũ này không có đem cây gậy chống rung đeo nha cả nhà thông cảm nha. Đây hai anh chị của Vũ đi tự sướng luôn cả nhà. Đó, chụp hình thả tim rồi luôn. Anh chị có chồng không đem chụp cho. Đây. Thả tim mà cười lên coi. Rồi khoan để em tạo cho thêm một cái kiểu khác nữa, cho gần gần lại một chút. Wow đẹp à. Rồi lo chụp anh không, mẹ không quay phải quay cho anh tiện cái nữa. À, vô quay thôi. Được rồi được rồi được rồi. Em chụp mấy tấm nữa, cái nào xấu thì bỏ ra nha. Khung cảnh này đẹp quá cả nhà ơi. Hello. Hello. Chào 133 người trên live Vũ nha, Vũ cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Đã tới phiên live của Vũ chiều nay, Vũ cảm ơn cả nhà rất là nhiều ạ. Đồng thời cho Vũ xin được.